Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin thân ái kính chào thầy Quyên Mai cho em ở trong tình thương của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng tốt lành để chúng ta được đến đây và chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Chúa thật là tốt lành, mọi lúc mọi nơi. Amen không Quyên Mai cho em. Dạ, Chúa của chúng ta luôn tuyệt vời. Ngài vượt trên tất cả mọi nan đề, mọi hoàn cảnh của chúng ta và Ngài vẫn đang tẩy trì một cách tốt lành ở trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về chủ đề đó là những điều cần biết khi chống lại ma quỷ. Trước hết thì chúng ta biết rằng là lời của Chúa cho chúng ta biết là con cái Chúa thì chúng ta sẽ trở thành một đối tượng để ma quỷ tấn công chúng ta. Và chúng ta đang chiến đấu trong một trận chiến thuộc linh. Bởi vì chúng ta trước khi tin Chúa, chúng ta sống ở trong vương quốc tối tăm của ma quỷ. Lời của Chúa nói rằng là vì tất cả mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai chưa tin Chúa hoặc là chưa đầu phục Chúa, họ đều sống ở trong vương quốc của sự tối tăm. Khi một người không có Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của mình thì người đó là một tội nhân đáng chết mất ở trước mặt Chúa. Và người đó cần có Chúa Giêsu để được tái sanh và được chuyển qua một vương quốc sáng láng lạ lùng của Đức Chúa Trời. Và để chúng ta được sống một đời sống phước hạnh thì chúng ta cần có Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của chúng ta. Tôn giáo không thể cứu chúng ta được. Công giáo cũng không thể cứu chúng ta, tin lành cũng không cứu chúng ta, ngũ tuần cũng không cứu chúng ta, Baptist, trưởng lão, giám lý cũng không cứu được chúng ta. Nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu Christ mới cứu được chúng ta mà thôi. Đi nhà thờ cũng không cứu được chúng ta, quý mà anh chị em. Nhưng mà chỉ có mối quan hệ với Chúa Giêsu Christ một cách mật thiết và cá nhân, chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao mà có những người họ đến hội thánh của Chúa một thời gian, rồi họ lui đi và họ trở về với thời gian. Bởi vì cớ họ chưa thật sự có một mối liên hệ với Chúa Giêsu Christ. Họ chỉ có mối liên hệ với tổ chức của tôn giáo mà thôi. Và tổ chức của tôn giáo, con người chúng ta không thể cứu được ai cả. Do đó, tin lành của Đức Chúa Trời, đó là tin lành quyền phép được tìm thấy ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Và mỗi người chúng ta cần phải có một mối liên hệ với Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới thật sự được tái sanh và chúng ta được sống ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Mắt thuộc linh của chúng ta sẽ được mở ra để chúng ta được nhìn thấy những điều thuộc linh ở trong Đức Chúa Trời. Lỗ tai tâm linh của chúng ta sẽ được mở ra để chúng ta có thể nghe được lời của Đức Chúa Trời. Và lòng của chúng ta sẽ được mở ra một cách mềm mại để chúng ta có thể cảm nhận được sự đụng chạm của Đức Chúa Trời. Và con người của chúng ta sẽ không còn bị mù lòa đối với sự hiện diện của Chúa nữa, quý bài chàng. Và khi chúng ta có thể mở mắt ra để nhìn thấy Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là chung quanh chúng ta có những thế lực thù nghịch. Nó gây ra nhiều nan đề, gây ra nhiều cái sự rối loạn, gây ra nhiều cái sự khủng hoảng ở trong cuộc sống của chúng ta. Mà nhiều khi con người không biết Chúa, người ta nói trời ơi sao tôi khổ quá, trời ơi sao mà trời không có mắt. Sao tôi sống ngoan hiền, ăn hiền ở lành thế này mà tôi gặp rất là nhiều nan đề. Gia đình của tôi thì ly dị, ông chồng của tôi đi với người khác, con cái của tôi thì nó xì ke ma túy, nó đỉ điếm hoang đàn, rồi con cháu của tôi thì nó dốt nát. Thúi mai cho em, những điều đó là hậu quả của sự tấn công của ma quỷ và chúng ta cần phải có quyền năng của Chúa để được mở mắt ra, để nhìn thấy rằng là không phải ông trời, không phải Đức Chúa Trời gây ra những điều đó, nhưng mà chính kẻ thù của Đức Chúa Trời là ma quỷ, nó gây ra những điều đó ở trên gia đình, ở trên cộng đồng, ở trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta rất là cần có Đức Chúa Trời để chúng ta có thể chống lại những cái công việc của ma quỷ. Lời của Chúa nói rằng là vả con Đức Chúa Trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Mà con Đức Chúa Trời đó là ai quý mà cho em? Đó là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúng ta cần có Chúa Giêsu để quỷ phá công việc của ma quỷ. Ma quỷ gây ra những cái vấn đề sức khỏe, bệnh tật, những rủa xả ở trong thần kinh, ở trong tâm trí, ở trong nan đề tài chánh, ở trong công an việc làm của chúng ta, ở trong các mối quan hệ bạn bè, ở trong gia đình của chúng ta nữa quý mà cho em. Là cơ đốc nhân chúng ta đang sống ở trong một trận chiến thuộc linh. Và trận chiến này được mô tả ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 như thế này. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Lộc ơi, em giảm cái echo lại giùm thầy. Tiếng nó vang. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng là chúng ta đánh trận
chẳng phải là với con người bằng xương bằng thịt, nhưng mà chúng ta đã đánh trận cùng với những linh chủ quyền, những linh thế lực và những cái vua chúa của thế gian mờ tối và các thần dữ. Vậy thì Cơ Đốc nhân chúng ta đang ở trong một trận chiến, mà trận chiến này chúng ta không phải là tranh chiến theo xác thịt, nhưng mà chúng ta tranh chiến theo thuộc linh. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8 và câu 9 là Cô Chúa cũng nói qua sứ đồ Phi-rơ như thế này: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù người anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là kẻ thù của chúng ta đó là ma quỷ, không phải là con người. Và nó giống như là sư tử rống đi rình mò chung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần biết khi chống lại ma quỷ đó là chúng ta phải biết rằng là ma quỷ thật sự tồn tại. Ngày hôm nay nhiều Cơ Đốc nhân vẫn cho rằng là ma quỷ không còn có nữa. Cho nên chúng ta thấy xuất hiện có một cái quan điểm chống lại việc đuổi quỷ. Tại vì họ nói rằng là bây giờ làm gì có quỷ nữa mà đuổi. Những hội thánh mà đuổi quỷ là những hội thánh tà giáo. Bởi vì ngày hôm nay ma quỷ không còn có nữa. Quý vị có bao giờ nghe cái quan điểm này chưa? Họ nói rằng là Chúa Giêsu đã chết trên thập giá cách đây 2.000 năm về trước rồi. Cho nên là từ khi mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá thì quyền lực của ma quỷ đã bị tiêu diệt. Cho nên là bây giờ nó không còn có ở trên thế gian này nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ma quỷ đã xuất hiện từ lúc ban đầu, khi mà nó lừa dối Adam và Eva phạm tội. Rồi sau đó nó xuất hiện trải dài trong thời Cựu Ước, đúng không ạ? Vua Sâu Lơ đã bị ma quỷ nó khuấy khuất, ác thần khuấy khuất Sâu Lơ. Ác thần đó chính là ác linh, là dạng tà linh ma quỷ. Rồi đến thời Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu ngày đi giảng dạy ở khắp mọi nơi thì có những cái tà linh ma quỷ nó lộ diện và nó la lên ở trong nhà hội khi mà Chúa Giêsu ngày giảng lời Chúa. Rồi đến thời của sứ đồ Phao-lô, rồi Phi-rơ cũng xác nhận rằng là ma quỷ có thật. Và thậm chí là Phao-lô đi truyền giáo ở nhiều nơi đó thì ma quỷ nó cũng ngăn trở Phao-lô nữa quý vị. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 2 câu 18, lời của Phao-lô đã nói thế này: đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. Quý vị thấy không? Sứ đồ Phao-lô là một người đầy ơn và quyền năng, đã từng đuổi rất là nhiều quỷ, nhưng mà ngay cả cái chuyến đi của ông ở ma quỷ nó cũng ngăn trở cái chuyến đi của ông nữa quý vị. Không phải là một lần nhưng mà là hai lần. Wow, như vậy thì mình thấy rằng là ngay cả một sứ đồ vĩ đại như vậy cũng bị ma quỷ nó ngăn trở cái công việc Chúa trên đời sống ông. Và ông đã tranh chiến lại với ma quỷ bằng cách nào quý mà chị em? Chúng ta xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn số 10 câu 3 trên câu 4 như thế này: vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồng lý. Như vậy thì Phao-lô đã cậy ơn và quyền năng của Đức Linh để mà nghịch lại với tất cả những công việc của ma quỷ. Và ma quỷ nó xây dựng những cái đồn lũy, những cái sự lừa dối ở trong tâm trí của con người để mà qua đó nó có thể hành động một cách dễ dàng. Ngày hôm nay ma quỷ nó lừa dối con người của chúng ta, và sự lừa dối được xem như là một công cụ cơ bản mà Satan dùng để tấn công con người và nhất là Cơ Đốc nhân. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng với lại những sự lừa dối của ma quỷ. Đấy là điều thứ hai chúng ta cần phải lưu ý. Đó là sự lừa dối là một công cụ cơ bản mà Satan dùng để tấn công con người và nhất là Cơ Đốc nhân. Trong thời của Chúa Giêsu, khi mà Ngài đi giảng dạy khắp mọi nơi, Ngài chữa lành, Ngài đuổi quỷ, và Chúa Giêsu Ngài đi đâu thì luôn luôn có nhiều phép lạ xảy ra. Người phun được sạch, người điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ mù được sáng, kẻ què được đi, kẻ chết được sống lại. Và Chúa Giêsu Ngài đã hóa bánh cho hơn 5.000 người ăn ít nhất là 2 lần. Rồi Chúa Giêsu Ngài đã làm rất là nhiều phép lạ để đem đến phước hạnh cho con người. Vậy đó mà cuộc đời của Chúa Giêsu vẫn bị người ta ghen ghét. Người ta vẫn đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá. Có phải là bởi vì Chúa Giêsu ác không? Có phải là bởi vì Chúa Giêsu Ngài làm gì sai không? Tôi tin là không. Nhưng mà cái điều mà Chúa Giêsu Ngài bị như vậy đó quý vị, nó xuất phát từ
bàn tay gian ác của ma quỷ. Ma quỷ nó lừa dối người ta, nó lừa dối những người Pharisee và những thầy thông giáo rằng là Chúa Giêsu đã đến để mà lấy đi cái nồi cơm của họ. Người Pharisee họ ghen ghét Chúa Giêsu bởi vì có Chúa Giêsu đã lôi kéo tín đồ của họ, và họ đã nói rằng là bây giờ các ngươi thấy chưa, cái người này đã lôi kéo tất cả những bầy chiên của mình hết rồi, và cả thiên hạ đã đi theo cái người này, tức là Chúa Giêsu, và họ ghen ghét Chúa Giêsu bởi vì từ trước tới giờ dân chúng đi theo những người Pharisee rất là nhiều, và người Pharisee được dân hiến, được cho tiền rất là nhiều, công ăn việc làm đã phát triển, tự nhiên Chúa Giêsu xuất hiện, thế là không ai dân hiến nữa, bắt đầu họ ganh tị, đúng không, cái nồi cơm bị ảnh hưởng. Cho nên là người Pharisee họ ghét Chúa Giêsu, họ tìm cách giết Chúa Giêsu để cái công ăn việc làm của họ được trở lại. Vậy thì mình thấy rằng là sự lừa dối của ma quỷ nó đã gieo vào trong tâm trí của những người ghét Chúa, nó lừa người ta, khiến cho người ta chỉ nhìn thấy một cái phím diện của xác thịt mà không nhìn thấy cái lãnh vực thuộc linh nó được phước như thế nào. Rồi những người theo Chúa như là những sứ đồ Phi-rơ rồi Phao-lô cũng bị tấn công, cũng bị người khác ghen ghét, cũng y như cùng một cách như vậy. Đó là có những người họ cho rằng là những sứ đồ này tìm cách để làm chính trị, tạo phản, khiến cho dân chúng là đi theo một cái ông vua nào khác chứ không phải là đi theo vua Caesar. Ma quỷ nó lừa dối tâm trí của nhiều người, nó không tấn công trực diện được những sứ đồ, những tôi tớ Chúa, thì bắt đầu nó ghép tội chính trị. Chúa Giêsu cũng bị chết bởi vì cái tội chính trị đó, quý vị biết không? Khi mà người ta tìm không ra được cái vết nào của Chúa Giêsu, người ta nói rằng là cái người này đã kêu gọi mọi người là không nộp thuế cho Caesar. Và người ta nói là đóng đinh hắn trên thập tự giá, bởi vì chúng tôi chỉ có một vua thôi, đó là Caesar, chứ tôi không có chấp nhận cái ông vua này. Và thế là Chúa Giêsu bị chết bởi vì có người ta ghép tội chính trị cho Chúa. Và từ đó cho đến khi mà thời các sứ đồ cũng vậy đó quý vị, ai tin Chúa Giêsu đều phải trả giá. Và cái chế độ chính trị của La Mã thời xưa đó quý vị là chế độ độc tài. Ông vua Caesar ở trong chế độ La Mã được xem giống như là một Đức Chúa Trời. Bất cứ ai mà cầu nguyện mà không qua danh của ông vua Caesar đó là người đó sẽ coi như là đang bị chống lại, đang phạm cái tội đó là phản động, chống lại với chế độ nhà nước La Mã. Cho nên bất cứ con cái chúa nào trong thời của hoàng đế Caesar, trong chế độ cai trị của La Mã thời xưa đó, mà tin Chúa đó, mà thờ phượng Chúa, thì họ đang phải chấp nhận một cái giá rất là lớn. Đó là họ có thể sẽ bị khép tội chính trị. Nhưng mà tạ ơn Chúa là chế độ chính trị của La Mã chỉ tồn tại trong vòng có khoảng chừng tầm 500 năm thôi. Nhưng mà trong hơn 500 năm đó không ai có thể tự do để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người trong cái thời của La Mã cai trị trên khắp thế giới thời bây giờ đó đều phải thờ phượng vua Caesar. Nhưng mà chỉ có những người họ tin Chúa thật sự, họ dám chấp nhận trả giá bằng mạng sống của họ, họ mới được cứu rỗi. Và qua đó chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó cũng lừa dối được luôn cả cái hệ thống tư tưởng của con người, khiến cho cả một cái đế quốc đều phải tin rằng là ông vua Caesar đó là Đức Chúa Trời, là thần thánh. Và chúng ta biết rằng là ma quỷ là bậc thầy của sự lừa dối. Nó có thể lừa dối không phải chỉ một người, một vài người, một cộng đồng, nhưng mà nó có thể lừa dối cả một dân tộc, quý vị. Chúng ta xem nha, ở trong sách Khải Huyền, Khải Huyền đoạn số 20, Khải Huyền đoạn số 20 từ câu 1 cho đến câu số 3, lời của Chúa nói thế này: Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa. Cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn, sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong bích lâu. Rồi câu số 7 và câu số 8: Khi hạn 1000 năm đã mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó sẽ ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Magót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yếu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Vậy thì mình thấy rằng là ma quỷ nó có thể lừa dối được các dân tộc,
thậm chí là lừa dối luôn cả những vị vua, những vị tổng thống, những thủ tướng, nguyên thủ quốc gia có tầm ảnh hưởng cho đất nước đó, để mà gây ra những cuộc chiến, gọi là cuộc chiến là chiến tranh thế giới đó quý vị. Và ngày hôm nay ma quỷ nó có thể hành động ở trên nhiều người có chức có quyền. Và có những cuộc chiến tranh đó là ma quỷ nó xui khiến cho cái tổng thống đó trở nên như một cái thằng điên, thằng dại. Mà không phải là chính người đó đưa ra quyết định đó, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta hiểu được rằng là bởi vì ma quỷ nó dỗ dành người ta gây ra chiến tranh. Nếu không có Kinh Thánh đó, thì con người cứ nghĩ rằng là cái con người đó sao mà lại tàn ác như vậy, tại sao mà người ta lại giết nhau như vậy. Quý vị ơi, không phải con người đâu, nhưng mà là ma quỷ nó dỗ dành người ta. Ma quỷ nó lừa dối rất là quỷ quyệt quý vị. Nó lừa dối con người của chúng ta, không phải là nó lừa dối theo kiểu mà một cái người mà bình thường lừa dối nhau đâu, nhưng mà nó lừa luôn cả những tiến sĩ những tiến sĩ, những tổng thống, những con người khôn ngoan bậc nhất thế giới, những con người quyền lực nhất thế giới. Thì chứng tỏ rằng ma quỷ nó không phải là dạng vừa. Chúng ta cũng biết rằng là ma quỷ nó có trước cả Adam và Eva nữa, nó sống lâu hơn tất cả chúng ta ở đây quý mài cha. Nó chơi cờ tướng còn giỏi hơn là một kiện tướng của thế giới nữa quý vị. Tại vì ma quỷ nó đâu có chết, đúng không? Con người của chúng ta sống trên đất này cao lắm 100 năm mình chết, nhưng mà ma quỷ thì đâu có chết đâu. Tôi tin rằng là những con quỷ á, thời của Chúa Giêsu đã đuổi nó đi ra khỏi người ta đó. Những con quỷ đó ngày hôm nay nó vẫn còn sống ở trên thế giới này, quý vị tin không? Quý vị có cùng niềm tin với tôi như vậy không? Giả sử khi một người bị quỷ ám, người đó tham ô, hối lộ, tham nhũng rồi bị tử hình, thì cái con quỷ gây ra những cái sự tham lam ở trong cái con người đó đó quý vị, nó đi đâu? Nó xuống địa ngục theo cái linh hồn người đó không? Hay là nó sẽ còn ở trên thế gian này để mà nó nhập vô những cái người cán bộ khác để tham ô, hối lộ, tham nhũng? Nó sẽ tiếp tục công việc của nó, đúng không ạ? Cho nên cái vấn đề để giải quyết gốc rễ là chúng ta phải xử lý ma quỷ, chứ chúng ta không xử lý con người. Nếu mà cứ ai mà cứ phạm tội và bắn hết, xong hết rồi, dẹp xong hết mấy thằng tham ô, hối lộ, tham nhũng rồi, nhưng mà cái tà linh đó nó vẫn còn lãng vãng ở đâu đó, nó nhập vô người này, nó nhập vô ông này, bà nọ. Cho nên chúng ta cần có quyền năng của Đức Chúa Trời để chúng ta đuổi quỷ tận gốc quý mài cha. Vừa rồi thì tôi nghe một lời làm chứng của một người chị em. Người này làm chứng rằng là tại Chúa đã giải cứu chồng của em ra khỏi sự đam mê đá gà. Sau khi mục sư cầu nguyện cho chồng của em cách đây hơn 2 tuần trước, thì chồng của em sau khi cầu nguyện xong là anh không còn mê đá gà, không còn có tư tưởng gì về gà đá nữa. Mà trước đây á, một lần anh đá gà đó là cứ 5-10 triệu, có khi đá gà một trận là 50 triệu. Và cứ thế tiền trong nhà cứ ra đi như vậy. Em khổ vô cùng luôn, bởi vì chồng của em cứ lâu lâu cứ 5-10 triệu, cứ mấy chục triệu nó cứ đi. Mà rất là xót, mà không biết phải nói sao hết. Mà ảnh nói là lúc nào cũng thấy con gà nó cứ nhảy trong tâm trí của ảnh á. Không bao giờ thắng được. Mình là người không có mê đá gà, mà thấy con gà là mình muốn ăn gà rô ti hoặc là gà cà ri rồi. Còn cái người mê đá gà thấy con gà là y như thấy tiền vậy đó. Mắt lúc nào cũng đỏ sòng sọc lên, lúc nào cũng muốn là đá gà. Nhưng mà tạ ơn Chúa, quyền năng của Chúa khi đến giải phóng cho người này ra khỏi sự đam mê đá gà. Linh tham lam bị đuổi ra. Ngay lập tức cái người nam này làm chứng rằng là, qua người vợ rằng là tâm trí không còn nghĩ về con gà nữa. Chứ còn khi mà về nhà đó, lúc mà chưa được giải cứu đó quý vị, nhóm xong là về nhà lúc nào cũng chỉ có hướng về mấy con gà, lúc nào cũng thèm thuồng, lúc nào cũng mơ tưởng về việc đá gà hết. Và người vợ tìm hết cách này cách nọ, rồi thậm chí là cắt luôn cái tiền lương của chồng mình, rồi giữ tiền, rồi tìm cách để mà hạn chế bạn bè xấu xung quanh chồng mình, nhưng mà tất cả những cách đó không thể giải quyết được. Cho đến khi quyền năng của Chúa chạm đến và giải cứu cái người này ra khỏi cái sự đam mê đá gà. Qua đó tôi hiểu được một điều rằng là có những người họ phạm tội đỏ đen, hoặc là tham lam, hoặc là một cái tội gì đó, thì không phải là họ không muốn ra khỏi cái chỗ đó đâu quý mài cha em, nhưng mà bởi vì họ đang ở dưới cái quyền lực của ma quỷ tà linh, nó khống chế họ.
và họ cần được giải cứu trong quyền năng của Chúa. Và chỉ có quyền năng của Chúa mới giải cứu con người ra khỏi những cái thói hư tật xấu mà thôi quý mà cha. Cho nên trong gia đình của quý vị, ai mà có đam mê cờ bạc đỏ đen, số đề, hoặc là những cái liên quan đến những cái tham lam đó quý vị, nghiện ngập, xì ke ma túy, gái điếm, hoặc là những cái thói hư tật xấu khác, quý vị hãy đem họ đến với Chúa, cầu nguyện một cái là cắt đứt liền luôn quý mà cha. Nhưng mà điều quan trọng nhất để phép lạ của Chúa xảy ra, đó chính là người đó phải có đức tin và phải có tấm lòng khao khát để được giải cứu. Còn nếu mà họ không muốn được giải cứu, họ cứ muốn ở trong đó đó quý vị, thì không ai cứu được hết quý mài cha. Nếu mình biết rằng là bởi vì cái tội lỗi đó, bởi vì cái thói hư tật xấu đó mà gia đình của mình, cuộc đời của mình cứ bị chìm đắm ở trong những cái thói hư tật xấu đó, và bây giờ mình cần được giải thoát, mình cần được thay đổi, và họ chạy đến với Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ thay đổi họ. Cho nên ma quỷ có thể lừa dối con người qua những cái sự đam mê của xác thịt của họ. Đam mê xác thịt. Rồi sau đó ma quỷ nó sẽ đi vào trong con người đó qua những cái đam mê đó. Có người đam mê kiếm tiền cách nhanh chóng qua việc đánh bài, đánh bạc. Thì khi mà họ đánh bài một vài ván thì bắt đầu linh của sự tham lam đi vào trong người đó. Có những người họ chỉ đam mê những cái vui thú xác thịt. Họ đi một vài lần để mà tìm cái thú vui, thì linh tà dâm và linh dâm dục nó đi vào trong người đó. Cho nên cái xác thịt của chúng ta cần phải khắc chế nó. Chúng ta phải làm cho chết đi cái ham muốn xác thịt của chúng ta. Bằng quyền năng thánh linh của Chúa thì chúng ta sẽ được tự do khỏi những cái hoạt động của ma quỷ và những cái sự tấn công của nó. Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời ngài ban chúng ta những công cụ cần thiết để chúng ta không bị nuốt chửng ở trong sự lừa dối của ma quỷ. Đầu tiên thì chúng ta trước khi làm gì, chúng ta cần phải kiểm tra xem những cái hoạt động đó của mình có phù hợp với lẽ thật của Kinh Thánh hay không. Lời Chúa chính là công cụ để giúp cho chúng ta có thể phát hiện được những cái sự lừa dối của ma quỷ. Nếu không có lời Chúa thì con người của chúng ta sẽ rất là dễ bị lừa dối bởi ma quỷ. Nó sẽ khiến chúng ta tin rằng là những cái việc chúng ta làm là đúng, và nó sẽ khiến cho con người đi vào trong những cái hoạt động sai trật. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta thấy được ở trên các quốc gia ở tại châu Á, ma quỷ nó đã khiến cho hàng triệu người ở các khu vực như là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, những quốc gia thuộc về châu Á như vậy, họ thờ phượng những điểu thú côn trùng, thờ phượng ông bà tổ tiên, rồi thờ phượng những cái bái vật giáo, tức là thấy cái gì linh thiêng là thờ cái đó. Và người ta không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời. Người ta cứ giữ những cái truyền thống, tập tục, thờ cúng của ông bà ngày xưa truyền lại cho mình, mà họ không chịu thay đổi. Và hàng triệu người ở tại châu Á ngày hôm nay, họ biết tinh lành là tốt, Chúa là tốt, nhưng mà họ không dám bỏ những cái cũ đó. Họ nói rằng là ô ông bà tổ tiên tôi ngày xưa truyền lại, tôi phải thờ cái cục đá này, là tôi phải thờ cục đá đó. Ông bà tôi ngày xưa nói là tôi phải thờ cái dòng họ gia tiên của tôi, là tôi phải giữ cái dòng họ gia tiên của tôi không thể nào bỏ được. Và họ chấp nhận để mà đánh đổi linh hồn của mình, chứ họ không bao giờ họ bỏ cái tập tục đó. Cho nên ngày hôm nay ma quỷ nó lừa dối con người ở nhiều nơi trên thế giới quý mài cho em, rất là đau khổ. Biết Chúa là tốt đó, biết Chúa là quyền năng đó, nhưng mà họ không dám từ bỏ những gì họ có để có thể được cứu linh hồn của họ. Cho nên Kinh Thánh là quyền năng của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể phát hiện và chúng ta có thể quỷ phá những cái sự lừa dối của ma quỷ. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là con người chết thì trở về với Đức Chúa Trời, đúng không? Thân thể này trở về với bụi đất, nhưng mà thần linh thì trở về với Đức Chúa Trời, là đấng đã dựng nên con người của chúng ta. Con người của chúng ta chết thì không bao giờ có thể mà đi đây đó để mà ban phước giáng họa cho con cháu hoặc là cho những người này, người nọ. Chết không phải là hết, nhưng mà chết đó là phải trở về với Đức Chúa Trời. Ai tin nơi Đức Chúa Trời thì người đó sẽ được vào thiên đàng. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì sẽ bị giam cầm ở trong âm phủ và địa ngục. Chứ không có chuyện đó là chết rồi cái tôi đi đây đó được. Không có bao giờ cái chuyện đó. Chết là đi thẳng xuống địa ngục luôn quý mài cha, nếu không có Chúa.
Ở trong Luca đoạn 16 có nói với chúng ta về cái người nhà giàu. Khi mà người này chết thì Kinh Thánh nói rằng là mở mắt ra là ông này ông thấy mình bị xiềng ở trong âm phủ rồi. Đúng không? Chứ không phải là kiểu mà như ngày hôm nay người ta nói là khoảng 50 ngày ha, 49 50 ngày gì đó là mở cửa mã ra linh hồn rồi đó sẽ được đi siêu thoát này kia đó, không có. Cái đó là cái sự lừa dối của ma quỷ. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là người giàu chết là ngay lập tức mở mắt ra là thấy linh hồn của mình thì bị trói ở trong cái âm phủ rồi. Tại đó lửa nó cháy nó nổ mà ông nóng quá, ông la lên. Vậy thì mình thấy rằng là một người chết là ngay lập tức là đi vào trong cái sự phán xét của Đức Chúa Trời liền. Lazarus có Đức Chúa Trời thì vào trong lòng của Abraham, vào trong paradis, ở trong cái nơi yên ủi của Abraham. Còn người giàu chết mà không có chịu làm theo lời của Chúa thì vào trong âm phủ. Cho nên chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh cho chúng ta rất là rõ ràng những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta không có kiểu mà ngày hôm nay có nhiều người á, thậm chí con cái Chúa quý vị, mà họ không hiểu rõ lời Chúa đó. Họ cứ xem ngày xem giờ, xem tuổi. Có người hỏi tôi, mục sư năm nay tuổi con gì? Dĩ nhiên tôi không có cười nhạo họ. Tôi hiểu rằng là thuộc linh của người này cần được học lời Chúa nhiều hơn. Vậy đó chứ, mà nhiều con cái Chúa nha, khi mà họ làm ăn kinh doanh gì đó, họ có cửa hiệu á, họ mở cửa hiệu ra cái họ xem ngày, xem coi là hôm nay là ngày lành tháng tốt, xem coi hôm nay có phải là ngày thứ sáu 13 không. Bởi vì thứ sáu ngày 13 đó là mở cửa ra là xui lắm. Hoặc là mở ra cái ngày nào đó mà ngay ngày rằm hay là gì đó là nó không có được tốt. Dạ, mùng 5, 14, 23 nữa. Rồi thậm chí là có con cái Chúa là để cái hình cái con mèo á quý vị, con mèo mà nó cái tay cái nó quắc quắc gì nè đó ngay trước cái cửa tiệm của mình. Tôi hỏi ủa sao vậy? Để cho đắt khách, nó quắc khách vô tiệm của em mục sư. Tôi nói không được. Dĩ nhiên tôi không phải là người cực đoan cấm quý vị là để cái này cái kia, nhưng mà nếu mà chúng ta để cái này cái kia mà chúng ta mong rằng là nó sẽ đem lại cái may mắn hoặc là đem lại cái phước lộc cho cửa hiệu của mình đó, thì đó là một cái sự mê tín dị đoan, và chúng ta đang vô tình chúng ta khước từ cái sự tể trị của Chúa, khước từ cái sự ban phước của Ngài cho công việc của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời có thể ban phước chúng ta mà không cần phải có những cái thần tài hoặc là cái con mèo tài lộc đó, nó mời khách vô. Chúng ta không cần phải xem tuổi, xem ngày, xem tháng gì hết quý mà chị em. Không cần phải xem coi cái người đối tác làm ăn với chúng ta đó, cái người đó tuổi gì. Em tuổi gì vậy? Ôi, tôi là tuổi con cọp nha. Em tuổi rồng đúng không? Rồi vậy khác tuổi rồi đó. Thôi mình không nên làm ăn với nhau, làm ăn hồi phá sản. Đó là cái điều ngoài thế gian xảy ra có đó quý mày chị em. Rồi họ xem phong thủy nữa. Bây giờ muốn làm ăn mà phát đạt đó nghe, là tôi là thầy nói là tôi là mạng hỏa đúng không? Mạng hỏa là phải đi xe màu đỏ hoặc là xe vàng thì nó mới phù hợp với cái mạng của tôi. Hoặc là tôi là mạng kim, mạng thủy thì tôi sẽ phải đi xe màu trắng hoặc là màu bạc hoặc là cái màu gì đó nhu nhu chút. Đó là cái điều mà người thế gian người ta tin như vậy. Nhưng mà đối với chúng ta là người tin Chúa thì chúng ta đi xe màu gì cũng được hết quý mà cha. Amen. Dạ, chúng ta không cần phải xem màu mè hoặc là cái gì đó nó hợp với tuổi chúng ta, hợp với cái mạng của chúng ta. Bây giờ ai mà hỏi tôi mạng gì là tôi chỉ nói là tôi là mạng Viettel thôi. Tại vì tôi sử dụng điện thoại Viettel mà, thì tôi là mạng Viettel. Cho nên sự lừa dối của ma quỷ đó là một cái công cụ của ma quỷ. Nó lừa dối rất là nhiều người ngày hôm nay trong những cái chiêm tinh rồi những cái mê tín dị đoan. Thậm chí là những cái bùa ngải, bùa chú tà thuật của nó đó quý vị. Ngày hôm nay có nhiều người vẫn chưa thoát ra được khỏi những cái bùa ngải mà nhiều người trước đây họ đã từng sử dụng. Vừa rồi thì tôi gặp một người mục sư, người đồng bào ở đây. Ông nói với tôi rằng là mục sư biết không? Người ở đây chúng tôi đó muốn mà kết hôn với nhau là phải sử dụng bùa thì nó mới chịu kết hôn. Chẳng hạn như bây giờ một người nam nhìn thấy cái người nữ, muốn kết hôn với người nữ đó, dù rằng đã yêu nhau rồi, nhưng mà muốn kết hôn á, là trước khi tỏ tình á, là phải bỏ bùa cho cái cô đó.
uống xong rồi cái cô đó bắt đầu mê muội, bắt đầu mới tỏ tình và mới thành công được. Và trong 10 người ở đây thì cứ 10 người thì là hơn 8 người đã sử dụng bùa như vậy. Và điều này nó cũng áp dụng trong việc là người nữ cũng có thể bỏ bùa cho người nam. Giả sử mà thấy ông kia có vợ rồi, có gia đình rồi, bây giờ cái bà này, bà muốn cướp cái ông đó, thì bỏ bùa cho cái ông đó, để ông đó bỏ cái bà vợ cũ của mình, để mà đi theo mình. Và cái điều này nó xảy ra ở trong cộng đồng của những người ED và cũng như những người đồng bào thiểu số khác ở trên các miền Tây Nguyên. Nó xảy ra rất là nhiều, quý mài chèm. Do đó tôi không lạ gì khi mà nhìn thấy cái quyền lực tà thuật nó nhan nhản khắp mọi nơi. Nhất là ở trên miền núi. Khi mà quyền năng của Chúa thể hiện ra thì đa phần những người tin Chúa là người đồng bào đó, họ được giải phóng ra khỏi những cái quyền lực của, nhất là linh của tà thuật bùa chú. Tại sao ma quỷ nó lại lừa dối người ta sử dụng bùa, sử dụng ngải nhiều như vậy? Tại vì nó khiến cho người ta tin rằng là nếu không có bùa chú thì người ta sẽ không thể thành công được ở trong tình cảm, ở trong hôn nhân, ở trong công việc của họ. Và thế là họ phải nhờ cậy nơi quyền lực bùa chú đó. Và người nào mà sử dụng bùa đó quý vị, cuộc đời của nó rất là khổ. Khổ từ trong hôn nhân, gia đình, cho đến tài chánh, cho đến công ăn việc làm đó quý vị. Và không phải chỉ đời người đó khổ đâu, nhưng mà là con, rồi cháu, rồi chắc, chích cũng sẽ khổ nữa. Tại vì Chúa nói rằng là ta sẽ nhân tội tổ phụ mà phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Và Chúa cấm dân của Chúa khi vào trong xứ hứa đó, thì họ không được phép sử dụng những cái quyền lực bùa chú tà thuật nữa. Chúng ta xem ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu số 14. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu số 9 cho đến câu 14 như thế này. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Ở đây Chúa ngài nói rằng là dân của Chúa không nên tập hay là không nên bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở đó. Chúa gọi những cái hành động tà thuật, những cái hoạt động bói khoa tà thuật đều là những sự gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Những sự gớm ghiếc đó là gì? Đó là đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa nè, bói khoa nè, phù thủy nè, chiêm tinh nè, thầy pháp nè. Thầy pháp cũng là một dạng gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Trừ quỷ đúng không? Nhưng mà thật ra thì đó là cái dạng mà dùng tà thuật để mà đuổi quỷ. Nhưng mà quỷ thì không bao giờ đuổi được quỷ ở nguyên bài trẻ. Mình thấy có những thầy pháp trừ quỷ, nhưng mà thật ra thì cái con quỷ lớn ở trong ông thầy pháp đó, nó khiến cho những cái con quỷ kia phải im lặng đi một chút, một thời gian. Rồi sau một khoảng thời gian đó thì quỷ nó lại tiếp tục nó lộng hành, và nó lại lộng hành nhiều hơn nữa. Và người ta cứ phải đi kiếm cái ông thầy pháp này, ông thầy pháp kia để mà trị những cái con quỷ. Nhưng mà Chúa Giê-xu người nói rằng là nếu mà quỷ mà trừ quỷ á, thì vương quốc của ma quỷ nó đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Nhưng mà thật ra thì ma quỷ nó không trừ nhau, nhưng mà nó chỉ lừa dối người ta lẫn nhau thôi. Và Chúa nói rằng là những dân tộc nào mà nghe theo tà thuật và bói khoa đó, những dân tộc đó sẽ bị rủa xả và sẽ bị người ta đàn áp, sẽ bị đuổi đi. Dân Canaan đã theo những cái tà thuật bói khoa này, cho nên là dân Canaan đã bị dân Israel tiêu diệt. Chỉ để sót lại một chút thôi. Cho nên ngày hôm nay nếu mà dân tộc nào mà nghe theo tà thuật bói khoa, làm phù thủy, làm những cái đồng cốt này kia, đúng không quý vị, dân tộc đó sẽ rất là khốn khổ. Có thể trước mắt thì chúng ta chưa thấy cái sự khốn khổ đó, nhưng mà về sâu, về lâu, về dài, đúng không quý vị, chúng ta sẽ thấy được những cái dòng họ, những gia tộc nào mà thờ cúng mê tín dị đoan như vậy đó, đi theo tà thuật này đó, con cháu rất là khổ, bệnh tật triền miên, làm ăn thất bại phá sản, đi đâu cũng phải cúi đầu hết chứ không bao giờ ngẩng cao đầu lên được. Tôi nói theo lời của Chúa chứ tôi không nói theo cái ý riêng của tôi. Tôi không xét đoán ai hết, nhưng mà đây là lời của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng là bởi vì cớ những dân tộc mà làm theo những sự gớm ghiếc đó, cho nên những dân tộc đó không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi. Nhưng
Và người nào mà sử dụng tà thuật bùa chú càng chết sớm nữa quý vị. Ma quỷ nó sẽ quật người đó chết. Bởi vì nó dùng bùa đó nó hại chết người ta, thì sau này nó cũng sẽ hại chết cái thằng sử dụng bùa đó. Xin lỗi tôi dùng cái từ thằng, nhưng mà cái người mà sử dụng bùa đó quý vị cũng sẽ bị chết. Tại vì ai sử dụng bùa thì sẽ chết bởi bùa. Cho nên quý mài trai mây hãy tránh xa bùa chú tà thuật. Hãy tránh xa khỏi tất cả những hình thức về tà thuật. Như vậy thì nếu giả sử tôi là người tin Chúa, tôi muốn được phước, được thành công ở trong tình cảm, hôn nhân, gia đình, trong sức khỏe, ở trong tài chánh của tôi, thì tôi cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời: Chúa ơi, xin hãy ban phước cho mọi điều mà con đang có. Xin ban phước cho con từ trong nhà cho đến ngoài đồng ruộng. Xin Chúa ban phước cho con từ trong tinh thần, thể xác cho đến hôn nhân, gia đình của con. Xin Chúa ban phước cho gia đình của con cái của con cho đến công ăn việc làm của con. Và chắc chắn Chúa sẽ ban phước chúng ta khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa và cầu nguyện với Chúa. Chứ chúng ta đừng bao giờ sử dụng bùa chú tà thuật hết. Cảm ơn Chúa, con cái Chúa người Kinh ở dưới đồng bằng này thì chúng ta thấy cái điều này dường như nó không có nhiều. Nhưng mà có một số con cái Chúa đã tin Chúa rồi nhưng mà vẫn còn sử dụng bùa chú tà thuật khá là nhiều quý mài cha, đặc biệt là ở miền cao. Tôi đau lòng khi mà nhìn thấy có những trường hợp đó là hai người nam và người nữ cùng nhóm chung một nhà thờ mà cái chị này chỉ bỏ bùa cho cái anh này bởi vì thích anh này, bỏ bùa cho anh này để anh này ảnh mê cái chị này và cưới nhau. Tại sao phải bỏ bùa như vậy? Tại vì cái chị này lớn tuổi hơn, lớn hơn mười mấy tuổi, anh này đâu thèm đâu. Cho nên là cái chị này mê anh này quá, bỏ bùa cho anh này để anh này ảnh yêu mình. Và khi mà sống chung với nhau như vậy không có hạnh phúc quý mà cho em. Cái vấn đề ở đây nó rất là, cảm ơn em nói một câu nó rất là hay đó. Tại sao tin Chúa rồi mà còn bị bỏ bùa? Ở đây có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, không phải là hai trường hợp mà là con cái Chúa vẫn có thể bị dính bùa nếu con cái Chúa phạm vào trong những cái gọi là những cái điều ngăn cấm của Chúa. Giả sử nếu mà tôi là người con cái Chúa ngay thẳng, thanh liêm, đàng hoàng, cái cô nào mà định bỏ bùa tôi, nhưng mà tôi vẫn sống thanh liêm, ngay thẳng, chân chính, trong sạch, tôi không có bao giờ tôi đụng vào cái người con gái đó, tôi không bao giờ tôi để ý cái người con gái đó bởi vì tôi có vợ rồi, thì cái bùa đó nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng cho tôi được. Amen. Nhưng mà giả sử tôi có vợ rồi mà cái người kia muốn bỏ bùa tôi đó, người con gái nào đó muốn bỏ bùa tôi mà tôi thích cái cô đó, tôi hẹn uống cà phê hoặc là tôi sờ tôi đụng vào người đó, chết liền quý mài cha. Cho nên tại sao con cái Chúa bị bỏ bùa? Con cái Chúa bị bỏ bùa là bởi vì cớ họ vẫn còn đam mê xác thịt, thấy là cứ muốn đụng, thấy là muốn rờ vào, đụng vào là chết liền quý mài cha. Tôi nói thật, khi mà tôi trên máy bay, tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi ra Buôn Ma Thuột, tôi ở trên máy bay, tôi nhìn thấy cô gái kia, nhìn dáng rất là đẹp nha, mặc cái váy mà hở lưng. Tôi nhìn sơ qua, tôi thấy ồ cái cô này nhìn ăn mặc xì tin quá ha, đẹp, ăn mặc đẹp. Nhưng mà tôi nhìn kỹ vào cái lưng đó quý vị, vẽ một cái bùa ở trong đó. Tôi nói ồ, tôi nhìn là tôi biết ngay bùa, tại vì nó có những cái văn hoa chi tiết gì đó. Mà nếu mà nhìn á thì tưởng là chắc là xăm theo kiểu mà cho đẹp vậy thôi, nhưng mà thật ra đó là cái bùa. Chúa cho tôi biết đó là cái bùa. Cho nên nếu mà ai đó mà không biết đó là bùa đó, đụng vô người cô gái đó hoặc là có ý định là ăn nằm với cô gái đó đó, là quỷ nó sẽ nhập vào người đó. Ngày hôm nay có những cái cô gái đó họ sẵn sàng họ hy sinh cái thân thể của mình để mà vẽ một cái lá bùa. Và lá bùa đó nhằm mục đích đó là để hộ mệnh cho mình hoặc là để gìn giữ mình khỏi bị xâm hại. Nhưng mà thực tế thì cái đó là cái sự lừa dối của ma quỷ. Bùa không bao giờ đem lại cái tốt lành hay phước hạnh lâu dài cho người sử dụng nó. Nó chỉ có thể đem lại một cái hiệu quả tức thời, tạm thời mà thôi. Nhưng mà sau đó thì ma quỷ nó sẽ đem lại một cái hậu quả lâu dài và khủng khiếp vô cùng quý mài chị.
Cho nên tôi khích lệ quý con gái Chúa, chúng ta cần phải sống ở trong sự thanh liêm ngay thẳng. Nam đã có gia đình rồi, đừng bao giờ lén phén với những người nữ khác. Vừa rồi tôi đăng trên Facebook của tôi cái status rằng là nam á, người tin kính Chúa, người nam tin kính Chúa đã có gia đình rồi, đã muốn giữ gia đình của mình hạnh phúc, trước hết phải tránh xa những cô gái đẹp, thấy chỗ nào có gái phải tránh xa. Thứ hai khi con gái mà xin số điện thoại của mình á, phải cho số điện thoại của vợ. Thứ ba, con gái mà nó rủ đi ăn tối đó thì mình phải nói rằng là vợ anh cũng đang đói bụng. Rồi thứ tư, rồi con gái mà nói là mình làm người yêu gì đó hoặc là làm chồng của em nha, thì phải nói rằng là để anh về anh hỏi vợ của anh xem như thế nào. Nhiều người thích lắm, thậm chí có người bình luận nói thời bây giờ con trai như thế này là nó tuyệt chủng hết rồi. Có người nói là chồng em mà bây giờ đó mà thấy gái đẹp đó là nó quên sạch luôn, nó không có nhớ là nó có vợ hay gì đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trên thế giới này vẫn còn đâu đó có những người nam tin kính Chúa, kính sợ Chúa. Amen. Và điều đó chỉ có thể xảy ra ở trong Chúa Giêsu mà thôi quý ông bà cha. Hãy luôn luôn giữ mình thánh sạch, và khi chúng ta bước đi ở trong sự trong sạch và thánh khiết của Chúa, ma quỷ không có quyền ở trên chúng ta. Amen. Bùa chú, tà thuật, bùa ngải cũng không có quyền cho chúng ta được quý ông bà cha. Rồi, cảm ơn Chúa. Rồi, điều thứ ba chúng ta cần phải nhận biết, đó là chúng ta nhận biết ba nhóm cơ đốc nhân. Điều quan trọng là chúng ta phải biết mình thuộc về nhóm nào trong ba nhóm này. Nhóm đầu tiên đó là không đầu phục Chúa và bị lừa dối. Nhóm thứ hai đó là đầu phục Chúa nhưng vẫn còn bị lừa dối. Và nhóm thứ ba đó là đầu phục Chúa hoàn toàn và không bị lừa dối. Nhóm đầu tiên, không đầu phục Chúa và bị lừa dối thì mình hiểu rõ rồi đúng không ạ? Người này là có thể tin Chúa đó, nhưng mà không biết lời Chúa gì hết. Và người này vẫn còn ham mê xác thịt, chưa từ bỏ những cái điều ham muốn của thế gian. Ai mời đi thuốc, mình cứ hút thuốc. Ai mời ly rượu, mình cứ uống rượu. Ai mời làm vài ván bài cào là mình cũng chơi bài cào luôn. Tứ đổ tường và không biết gì về lời của Chúa. Thì nhóm một này là những cái đốc nhân chưa đầu phục hoàn toàn. Cho nên ma quỷ nó có thể cứ ra vào và nó có thể ảnh hưởng cho người này rất là nhiều. Và người thuộc trong nhóm đầu tiên này thì nghĩ rằng là mọi thứ trong có vẻ thuộc linh đều đến từ Đức Chúa Trời. Tức là ai kêu mình đi đâu mình đi đó. Chẳng hạn như là người ta nói ở dưới Bạc Liêu hay là Cà Mau gì đó có cái mộ của ông Trung Bảo Diệp, do linh thiêng lắm, xin cái gì là có cái đó. Là thế là cái đốc nhân này cũng sẵn sàng đi xuống dưới đó để mà lăng ngay cái mộ của ông cha Trung Bảo Diệp á. Thấy người ta làm sao mình làm vậy? Cha mà, cha là người của Chúa mà, cho nên mình cứ tới mình nằm ở đó mình lăn lộn rồi mình lấy bụi cát mình đổ đầu mình là mình sẽ được phước. Ồ, có vẻ thuộc linh đúng không quý mà cha em? Nhưng mà nó không phải đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ Chúa. Và những người này thì bị lừa dối bởi những cái hình thức mê tín dị đoan như vậy. Rồi nhóm thứ hai, đầu phục Chúa, tốt hơn một chút nha. Đầu phục Chúa cũng bỏ tất cả những thứ thật xấu, có tiến triển đó. Nhưng mà nhóm người này vẫn còn bị lừa dối là bởi vì có chưa biết lời của Chúa nhiều. Bởi vì có không chịu học lời của Chúa. Không học lời của Chúa, không có lời của Chúa, cho nên người này cũng không biết được cái nào là lẽ thật và cái nào là lẽ giả. Và vẫn còn bị ma quỷ lừa dối. Những cái đốc nhân này đã đầu phục hoàn toàn đời sống của họ cho Đấng Christ. Nhưng họ vẫn nghĩ rằng mọi thứ trong có vẻ thuộc linh đều đến từ Đức Chúa Trời. Những người này vẫn có thể đi nhà thờ, vẫn đi sinh hoạt đều đặn trung tín. Nhưng mà lâu lâu bạn bè rủ đi chùa, đi luôn. Điều này có rồi đó nha quý vị nghe, ở khu vực Lộc Hưng của mình đã có rồi đó. Khi mà công an việc làm gặp nhiều cái khó khăn đó, đi xuống á, thấy bạn của mình đi chùa, mình cũng đi theo luôn. Mấy bạn làm việc chung nói, ồ bà không tin chứ, bà tới đó bà xem thử đi, tôi đi nhiều lần tôi thấy mỗi lần tới đó là được phước, công an việc làm phất lên liền. Thế là cũng đi theo, chung xe với người đó. Khi mà tôi nghe cái điều này tôi đau lòng lắm quý mà cha. Ai chỉ đâu mình cứ đi đó thôi. Ồ ông thầy ở cái chỗ đó nữa, ông cao thầy ấn lắm á.
Chị muốn con của chị mà nó được khôn ngoan, được phước á, đem tới ông thầy đó là nó sẽ được phước. Nếu mà chúng ta không có lẽ thật của Chúa, chúng ta dễ bị lừa dối lắm. Thật ra ma quỷ nó có thể chữa lành, hoặc là nó làm cho những cái nan đề giảm xuống trong cái thời điểm nào đó, nó vẫn có thể làm được quý mà che. Được không quý mà che? Ma quỷ làm phép lạ được không? Được chứ. Mình đang đau hoặc là con của mình nó đang ốm, mình đem nó tới một cái ông thầy tà thuật nào đó, ông lấy cái nhang ông khoáng khoáng vẽ vài ba câu cái là tự nhiên hết đau. Mình thấy ô hay quá, thấy chưa, cái chỗ này á linh thiêng vậy đó, chứ mục sư thánh mình ông cầu nguyện có hết đâu. So sánh liền, đúng không? So sánh liền, nói ông mục sư của tôi hả, cầu nguyện cho con của tôi nó không hết đau, chủ nhật vừa rồi cầu nguyện nó vẫn còn khóc, nó vẫn còn đau, thì đem tới ông thầy này ông vẽ vài ba câu, ông phán vài ba câu thôi là nó hết đau. Quá wow, như vậy là chỗ này linh thiêng hơn Chúa đâu mà Chúa. Wow, đó là bị lừa dối đó quý vị. Đôi khi Đức Chúa Trời Ngài không hành động là để thử luyện xem coi đời sống đức tin của mình có cái gì ở trong đó. Đôi khi Chúa im lặng, Chúa không ra tay, Chúa không hành động để xem coi lòng của mình hướng về đâu. Vẫn còn hướng về Chúa không? Hay là hướng về bên chùa? Mà nếu mà mình hướng về Chúa, mình vẫn còn hướng về Chúa đó quý vị, mình sẽ được phước. Nhưng mà nếu mình hướng về chùa thì cuộc đời của mình sau này sẽ chua đó quý vị. Chúa là bởi vì cớ chúng ta không còn có sự hiện diện và không còn có sự bảo vệ của Chúa nữa. Và chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Đó là linh hồn của chúng ta sẽ phải chịu khổ đời đời trong âm phủ. Cho nên chúng ta hãy luôn luôn khôn ngoan để không bị ma quỷ lừa dối chúng ta. Nha quý vị nghe. Dù có nan đề, đau khổ hay là như thế nào cho nữa, quý vị ơi, hãy tròn ở lại với Chúa. Đừng bao giờ rời khỏi Chúa. Gióp đã từng nói rằng là dẫu Chúa giết ta, ta vẫn sẽ vẫn nhờ cậy nơi Chúa. Ta vẫn sẽ còn nhờ cậy nơi Chúa. Có một người tín đồ đã lui đi khi mà thấy cha của mình chết. Mà tôi là người cầu nguyện cho cha người tín đồ này. Khi mà cha người tín đồ này hấp hối, người tín đồ nói rằng: mục sư ơi, em biết rằng là Chúa của mục sư hay làm phép lạ lắm, mục sư cũng có ơn chữa lành lắm, xin mục sư hãy cầu nguyện cho cha của em được sống lại, chứ bây giờ cha của em bây giờ sắp sửa chết rồi, bác sĩ đã trả về rồi. Mà tôi nói với người này rằng là: em ơi, nếu em có đức tin thì Chúa vẫn có thể chữa lành cho cha của em. Thầy luôn luôn có đức tin, thầy sẽ cầu nguyện. Nhưng bản thân em phải có đức tin, người nhà phải có đức tin thì phép lạ mới xảy ra. Mà người này nói: amen, amen, không sao mục sư cứ cầu nguyện đi, em tin. Rồi tôi cầu nguyện cho cha của em này. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng sau, cha em này chết. Chết về với Chúa luôn. Chúng tôi đến làm an táng cũng rình rang. Nhưng mà sau đó thì em này không đi nhóm nữa. Em này nói với tôi: mục sư ơi, em này nói với mẹ của mình đó, ông mục sư này, ông nói là Chúa chữa lành, Chúa quyền năng lắm, sao mà cầu nguyện cho cha không sống, giờ cha chết luôn, thôi không đi nhà thờ nữa, không đi phục vụ Chúa nữa. Trước đây em này cũng là người đánh đàn trong hội thánh, cũng một thời gian sốt sắng lắm à. Dạ, là người phục vụ Chúa đó nha quý vị nghe, đánh đàn trong hội thánh, rất là yêu mến Chúa, sốt sắng, nhưng mà khi cha chết, bắt đầu bỏ luôn. Tôi nghe cái điều này tôi rất là đau lòng, và tôi nói rằng là: em có lòng xấu xắn nhưng mà em không biết lẽ thật của Chúa, cho nên em vẫn bị ma quỷ lừa dối. Người xấu xắn mà nếu thiếu hiểu biết thì vẫn nguy hiểm, giống như là kẻ phá hoại vậy đó. Cho nên chúng ta cần phải hiểu biết lời của Chúa. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng là ngay cả người tin kính Chúa, ngay cả một người công chính của Chúa vẫn có thể gặp nan đề ở trong sức khỏe, ở trong gia đình, ở trong cuộc đời của mình. Gióp, ông là một người ngay thẳng đúng không? Là người thuộc về Chúa. Chúa tự hào về Gióp, nhưng mà Gióp vẫn có bệnh đúng không ạ? Gióp vẫn gặp nan đề trong gia đình của mình. Con của Gióp cũng phải chết 7 người. Rồi tài chánh của Gióp cũng bị đi xuống, bị phá sản luôn, mất sạch hết. Nhưng mà Gióp có bỏ Chúa không? Không, Gióp không bỏ Chúa, bởi vì cớ ông biết Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn là Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh thay đổi nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi.
Cho nên anh chị em ơi, chúng ta cần phải có lời của Chúa để biết rằng là con cái Chúa, chúng ta vẫn có thể gặp những khó khăn, thử thách, thậm chí người thân của chúng ta qua đời đó. Nhưng mà đừng bao giờ nghi ngờ và rời bỏ khỏi Đức Chúa Trời của anh chị em. Có bệnh gì đó thì hãy đến với Chúa. Chúa ơi, xin hãy thương xót và chữa lành cho con. Và chúng ta có, nếu chúng ta có theo Chúa mà hết lòng sốt sắng, và chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, cho dẫu cuộc đời con thế nào cho nữa, con vẫn sẽ theo Chúa, thì Chúa sẽ ban phước cho quý vị cho đến cuối đời, rất là lạ lùng quý mà cha. Còn nếu chúng ta chỉ là xác định trong lòng của mình, con theo Chúa khoảng năm nay thôi, trong năm nay mà nan đề con mà được giải quyết hết á, thì con sẽ theo Chúa năm sau. Mình nói trong lòng mình thôi, không ai biết hết á, nhưng mà Chúa biết à. Cho nên có nhiều con cái Chúa đó, họ đi theo Chúa một thời gian, một năm, hai năm, ba năm, họ thấy nan đề không được giải quyết, thậm chí là nan đề còn nhiều hơn nữa. Ôi Chúa ơi, sao mà lúc mà con mới tin Chúa, mắt con nó mờ, con bên phải thôi, bây giờ con theo Chúa một năm nay hơn rồi, bây giờ con mắt bên trái nó cũng mờ luôn. Chúa ơi, sao Chúa không chữa lành cho mắt của con mà Chúa khiến cho con bị mờ. Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Chắc con đi sai rồi quá. Quý vị ơi, đừng bao giờ nghi ngờ. Nhưng mà hãy biết rằng là ma quỷ nó là kẻ đứng đằng sau, nó gây ra nan đề đó. Mình cần phải chiến trận với ma quỷ. Chúng ta cần phải kháng cự lại với những công việc của nó. Trong danh Chúa Giêsu Christ Satan, mày phải ngưng lại cái công việc mờ mắt của mày trên đời sống của ta. Chứ chúng ta đừng có trách móc Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, ma quỷ nó gây ra mà chúng ta là trách Chúa là sao? Ma quỷ gây ra bệnh tật trên đời sống của chúng ta không đánh lại nó, chúng ta không nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bẻ gãy tất cả những bệnh tật của nó trên đời sống của mình. Quý vị ơi, đó là một sai lầm. Xin Chúa cho chúng ta có thể khôn ngoan nhận biết rằng là bệnh tật đến từ ma quỷ, và mình phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ quỷ phá công việc của ma quỷ. Bởi lần đòn của Chúa Giêsu đã chịu mà tối được Chúa chữa lành, mắt này phải được mở ra, mắt này phải được sáng lại trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ma quỷ nó gây ra thì mình phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ đập tan công việc của ma quỷ. Hôm qua ngày thứ bảy rất là khỏe, tự nhiên đến sáng chủ nhật này tới giờ nhóm lại cái thấy người nó mệt quá. Ơ mục sư ơi, bây giờ tôi mệt quá, tôi đi không nổi mục sư ơi. Phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth ra lệnh cho tất cả mọi cái sự mệt mỏi của ma quỷ phải chấm dứt. Và cho dù rằng quý vị đi không nổi, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi, sẽ có người đến đón quý vị đến hội thánh. Chắc chắn rằng là khi quý vị đặt chân vào trong hội thánh của Chúa, quyền năng của Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc quý vị. Dẫu rằng có lết để đến hội thánh của Chúa, hãy cứ lết. Và khi chúng ta đến hội thánh của Chúa, phép lạ của Chúa sẽ xảy ra. Đó là đức tin thật của chúng ta đó quý vị. Amen. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đầu hàng, đừng bao giờ bỏ cuộc quá sớm. Nha quý vị nha. Và nhất là đừng bao giờ chúng ta trách móc Chúa, đừng bao giờ đổ lỗi cho Chúa. Thấy thương Chúa lắm quý vị. Có nhiều người ngày hôm nay đó, nhiều người ngày hôm nay họ bỏ Chúa và họ bỏ đi nhóm thờ phượng Chúa. Rất là lạ. Họ bị nan đề ma quỷ gây ra xong cái họ bỏ Chúa. Chúa trên trời nói, ủa quỷ nó gây ra chứ đâu phải ta gây ra đâu, mà sao mà người ta bỏ ta. Cay đắng Chúa, nói Chúa ơi sao Chúa không chữa lành cho ba cho mẹ của con, sao Chúa không chữa lành cho con cái của con, để bây giờ nó xảy ra như vậy. Rồi mình cũng lui đi rồi bỏ Chúa. Đó là một trong những cái điều rất là vô lý quý bà cha. Xin Chúa cho chúng ta được mở mắt ra để chúng ta nhìn thấy những lẽ thật, những sự thật ở trong thuộc linh, để chúng ta không có mắc mưu kế của ma quỷ. Amen. Hãy là một người đầu phục Chúa và không bị lừa dối bởi những cái sự lừa dối của ma quỷ. Hãy đầu phục đời sống của mình cho Chúa, sống theo lời của Chúa và hiểu rằng mọi thứ, hãy hiểu rằng là không phải mọi thứ trong có vẻ thuộc linh đều đến từ Đức Chúa Trời. Không phải mọi thứ có vẻ là có thuộc linh đều đến từ Chúa. Rồi điều thứ tư, cơ đốc nhân có thể bị quỷ ám hay không? Câu trả lời là có. Tại sao vậy quý bà chị em? Tại sao một cơ đốc nhân có thể bị quỷ ám? Tại vì nếu mà chúng ta mở cửa cho ma quỷ, nó sẽ đi vào. Vậy thôi, chúng ta có quyền tự do không? Có chứ đúng không ạ? Chúng ta có quyền tự do để chọn đầu phục Chúa, sống tin kính theo lời của Chúa, và chúng ta có quyền để chúng ta chọn sống theo ma quỷ. Giuđa Iscariot vốn là một sứ đồ đầy ơn và nổi tiếng, nhưng mà bởi vì cớ ông đã chọn bán Chúa, ông đã chọn đi theo con đường của ma quỷ,
Cho nên ông đã để cho ma quỷ bước vào trong đời sống của ông và ông bị quỷ ám. Cho nên cơ đốc nhân chúng ta có thể bị quỷ ám nếu chúng ta mở cửa cho nó, chấp nhận những sự lừa dối của nó và phó mình vào trong những cái ý tưởng của nó. Ma quỷ nó đã khiến cho Giuđa tin rằng là ông không thể được tha thứ. Và ông đã bị nó xúi đi ra ngoài kia và thắt cổ tự tử. Cho nên là con cái Chúa có thể lắm, chúng ta vẫn bị ma quỷ nó tấn công vào trong tâm trí. Và nếu mà chúng ta không có tỉnh thức để chúng ta gỡ mình ra khỏi lưới ma quỷ thì nó sẽ bắt lấy đời sống của người đó. Timothy thứ 2 đoạn 2 câu 26 chép rằng là họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý của nó. Ma quỷ có thể bắt lấy người ta khi mà người ta ở trong cái bẫy lưới của nó. Nóng giận cũng là một trong những cái bẫy lưới của ma quỷ. Sự tranh cạnh hoặc là sự thù hận cũng là một trong những cái bẫy lưới của ma quỷ. Trong mạch văn này thì Phaolô ông đang nói rằng là những người tôi tới Chúa đó không nên có sự tranh cạnh, nhưng mà phải nhịn nhục để mà khuyên dỗ những người có tấm lòng chống trả. Bởi vì những cái người chống trả với lẽ thật của Chúa thì họ đang ở dưới cái quyền lực của ma quỷ. Vậy thì mình thấy rằng là cái sự nóng giận hay là cái sự nghịch lại với những người tin kính Chúa đó, nó cũng đến từ ma quỷ gây ra. Rồi trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 4 chép rằng là hỡi các con cái bé mọn, về phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được chúng, tức là ma quỷ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Vậy thì ma quỷ nó không thể nào lớn hơn Chúa của chúng ta được. Và Chúa của chúng ta đang ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúa ở trong chúng ta và Chúa sẽ bảo vệ, gìn giữ chúng ta khỏi tất cả những quyền lực của ma quỷ. Cho nên hãy luôn tin kính Chúa quý mà chị em, hãy luôn luôn thờ phượng Chúa. Hãy luôn luôn đặt Chúa là số 1 ở trong đời sống của chúng ta. Hãy luôn luôn thờ phượng Ngài, luôn luôn làm đẹp lòng Ngài ở trong mọi sự. Vì chính Ngài đấng bảo vệ chúng ta khỏi tất cả những cái quyền lực của ma quỷ xung quanh. Hãy luôn luôn lắng nghe tiếng của Chúa để xem Chúa Ngài muốn chúng ta phải làm gì ở trong hoàn cảnh đó. Chúa ơi, bây giờ gia đình của con bắt bớ con quá, con theo Chúa mà ba mẹ con rồi cả nhà của con súng lại để mà bắt bớ con. Con phải làm sao đây Chúa? Các anh của con bây giờ đánh con, bây giờ con phải làm sao đây? Nếu Chúa ở trong hoàn cảnh con, Ngài sẽ làm sao? Bây giờ con bực quá rồi. Con muốn xăng tay áo lên, con muốn xử anh hai của con. Nhưng mà Chúa luôn luôn nói rằng là hãy nhịn nhục, hãy trả giá, hãy khiêm nhường, hãy im lặng. Sau một thời gian, Chúa sẽ binh vực và Chúa sẽ khiến cho mọi sự nó trở nên khác. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ em rể của tôi khi mà tin Chúa đó thì cả nhà của em rể tôi súng lại chung quanh. Mấy ông anh to con, ai cũng 1m8, to, nặng ký, ngồi chung quanh. Em rể tôi là Út mà. Mấy ông anh la rồi, rầy, hăm dọa nữa. Rồi ba mẹ cũng nói, không ngờ là mày lại tin Chúa. Rồi cả gia đình súng lại. Em rể tôi chỉ biết khóc, im lặng và không có nói một cái câu nào hết quý mà chàng. Mà tạ ơn Chúa một thời gian dài, cũng 5-7 năm như vậy, trả giá. Thì bây giờ Chúa Ngài cất nhắc em Út của tôi, em rể của tôi lên. Từ Út trong nhà bây giờ được phước nhất ở trong nhà. Và bây giờ cả nhà của em rể của tôi thì rất là tôn trọng em rể của tôi. Bởi vì thấy được phước hạnh của Chúa dành cho gia đình của em rể của tôi. Thưa quý mà cho em tôi làm chứng như vậy để cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta im lặng, chúng ta để Chúa hành động đó quý vị, Chúa sẽ có cách để nâng chúng ta lên. Cho dù trước mắt chúng ta thấy mình thua thiệt đó, nhưng mà mình không có làm theo cái ý xu khiến của ma quỷ, không làm theo cái xác thịt của mình, nhưng mà chúng ta làm theo ý của Chúa. Cứ yên lặng để cho Chúa tranh chiến. Và chúng ta cứ cầu nguyện, chắc chắn Chúa sẽ hành động theo cách của Ngài. Và quyền lực của ma quỷ nó sẽ bị ngâm miệng lại, bởi vì cớ chúng ta làm theo tấm gương của Chúa Giêsu. Amen. Lời của Chúa được chép ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 14 như thế này: hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Như vậy thì là người tin Chúa, chúng ta làm những thanh niên, thiếu nữ ở trong Chúa. Tâm linh của chúng ta là những người trẻ, chúng ta được mạnh mẽ bởi vì có lời của Chúa sống ở trong chúng ta. Và chúng ta đã chiến thắng được ma quỷ. Amen không quý mà chị em. Ma quỷ không thể thắng được chúng ta khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu và lời của Ngài.
Và điều tiếp theo nữa đó là bên nào kiểm soát được tâm trí của đối phương thì phần thắng sẽ nghiêng về bên đó. Chúng ta cần phải kiểm soát tâm trí của chúng ta, đừng để cho những cái tư tưởng nổi loạn của ma quỷ nó làm cho chúng ta bị mất đi uy quyền và ơn của Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn số 10 câu số 5 thì Phao-lô ông đã nói rằng là dầu ông sống theo xác thịt nhưng mà ông không tranh chiến theo xác thịt, và ông đã dùng quyền năng của Đức Chúa Trời để đập đổ tất cả những đồn lũy. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn số 10 câu số 5, tôi xin đọc lời của Chúa đây: nhờ khi do đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng với sự biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Vậy thì Phao-lô đã dùng những khi giới thuộc linh của Đức Chúa Trời để đánh đổ những cái lý luận, những cái sự tự cao nổi lên nghịch cùng với sự biết của Chúa. Ma quỷ thì nó dùng những cái ý tưởng, những cái sự nghịch lại với lời của Chúa, nó xui chúng ta làm ngược lại với lời của Chúa. Ai đó chửi chúng ta thì ma quỷ nói mày chửi lại đi, nó chửi mày một mày phải chửi lại nó mười. Ma quỷ nó xúi chúng ta như vậy, đúng không quý vị? Rồi khi mà mình có tiệc tùng gì đó ở trong xóm, hàng xóm mời chúng ta đi, thì nó mời đi uống rượu như vậy, thì ma quỷ nó xúi chúng ta rằng là mày mà không đi, mình mà không đi uống với tụi nó đó, tụi nó sẽ nói rằng là mình là thằng đàn bà, mình là cái thằng yếu đuối, thôi bây giờ mình đi mình uống vài ly thì không sao hết á. Nhưng mà khi đi xong rồi về ở nhà là say mướt luôn, lết vô trong nhà luôn, bởi vì cớ mình mắc mưu ma quỷ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận với tâm trí của chúng ta, phải nhân danh Đức Chúa Jesus đuổi đi tất cả những cái tư tưởng, những cái gì đó nó nghịch lại với lời của Chúa, và phải tránh xa tội lỗi quý mà cha, phải tránh xa tội lỗi. Những cái gì mà đề nghị hấp dẫn đến từ xác thịt đó thì chúng ta phải biết rằng là nó đa phần đến từ ma quỷ, chúng ta cần phải cột trói nó và quỷ phá nó. Trong danh Đức Chúa Jesus, tôi không chấp nhận những tư tưởng này, và tôi chọn để đầu phục Đức Chúa Trời và làm theo lời của Chúa. Điều tiếp theo, tránh xa những cánh cửa dẫn vào con đường tà thuật. Hồi nãy tôi có nói rằng là chúng ta phải tránh xa những cái bùa chú tà thuật, bùa ngải, những cái mê tín dị đoan, bói khoa, xem quẻ, tử vi, những cái mà chúng ta xem chỉ tay hay là bói bài, thì chúng ta cần phải tránh xa những điều đó quý mài chè. Và nếu có trước đây, trước khi tin Chúa, chúng ta có đi xem những cái điều đó, thì hãy nhân danh Chúa Christ cắt đứt tất cả những cái quyền lực, những cái sợi dây trói trong thuộc linh mà nó vẫn còn tồn tại trên đời sống của chúng ta sau khi tin Chúa. Dĩ nhiên sau khi tin Chúa, tội lỗi của chúng ta được tha, nhưng mà có những cái giao ước, có những giao kèo, có những cái sự cột trói của ma quỷ còn lại trên thuộc linh của chúng ta, thì chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ quỷ phá nó. Ở trong Chủ nhật vừa rồi thì tôi cầu nguyện cho một cái cô này đã tin Chúa cũng đã được vài tháng, nhưng mà cô này ở dưới quê thì bởi vì xa cách hội thánh của Chúa cho nên không có lời của Chúa, ma quỷ nó tấn công cô và làm cho cô đôi khi cô nói nhảm mà không biết mình nói cái gì, còn bị đau ở trong xương khớp của mình nữa. Và khi mà tôi gặp cái cô này, tôi cầu nguyện thì quỷ lộ ra, tao không ra, tôi nói trong danh Chúa Jesus mày phải ra khỏi cái cô này. Tôi nói là tao không ra, mày làm gì tao? Tôi nói là tao không làm gì mày hết, nhưng mà Chúa của tao trong danh Chúa Jesus mày phải ra khỏi người này. Ngã cái rớt xuống rồi, xong tôi đỡ cô này dậy, cầu nguyện cho cô này. Bây giờ cô đau đúng không? Đau từ thắt lưng cho đến đầu gối đúng không? Dạ mục sư. Rồi tôi cầu nguyện cho cô nha cô. Bây giờ cô thử đứng lên ngồi xuống xem coi, trước khi tôi cầu nguyện cho cô, xem coi rằng là tình trạng như thế nào. Thì cô nói bây giờ đứng lên ngồi xuống nó khó lắm mục sư, phải có hai đứa con của tôi, hai đứa con gái của tôi đỡ tôi mới ngồi lên ngồi xuống được. Rồi tôi nói hai đứa con gái cổ đó đứng hai bên đó, bây giờ thử coi, bây giờ cho mẹ em đứng lên ngồi xuống xem sao. Thì hai đứa con gái đỡ cho cổ đứng lên ngồi xuống rất là khó quý vị. Rồi bây giờ tôi cầu nguyện cho cô nghe. Rồi cầu nguyện trong danh Chúa Jesus, bệnh tật phải rơi xa khỏi cô, chân này phải được cứng mạnh và không còn đau nhức nữa trong danh Chúa Jesus. Amen. Tôi mở mắt ra amen xong cái là bây giờ thử cô thử ngồi đứng lên ngồi xuống thử xem coi so với trước đây như thế nào. Thì cô đứng lên ngồi xuống. Ô cảm ơn Chúa, hết đau rồi mục sư ơi. Cô đi vòng. Ô cảm ơn Chúa, tôi hallelujah, và tôi thấy rằng là quyền năng của Chúa xảy ra rất là nhanh chóng. Cầu nguyện xong là thứ hai thứ ba là cổ về quê luôn. Mừng quá, được Chúa chữa lành, mừng quá. Và hai đứa con gái cũng thấy được quyền năng của Chúa thể hiện như vậy, được khích lệ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rằng là ma quỷ là có thật, nhưng mà quyền năng của Đức Chúa Trời còn thật hơn nữa quý ma chém. Quyền năng của Chúa còn thật hơn nữa. Cho nên hãy tin cậy Chúa và hãy có đức tin nơi Chúa. Đừng bao giờ để cho mình trở nên
yếu đuối hoặc là mất đi hy vọng nơi Chúa của chúng ta. Hãy luôn luôn tìm kiếm Chúa. Nếu chúng ta cầu xin mà chưa được, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa, đúng không? Và nếu chúng ta tìm kiếm Chúa mà chưa được thì sao? Hãy gõ cửa. Chúa nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa sẽ được mở. Có ba mức độ của sự cầu nguyện, quý vị. Xin bình thường thôi mà chưa được thì hãy kiên nhẫn tìm kiếm Chúa. Nếu mà kiên nhẫn tìm kiếm Chúa chưa được nữa thì hãy gõ cửa. Gõ cửa tức là mình gây ra tiếng động, mình phải là quyết liệt hơn nữa. Chắc chắn Chúa sẽ hành động thôi, quý mài chen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta hãy luôn luôn đầu phục Chúa, sống ở trong sự khiêm nhường, hạ mình và vâng theo lời của Chúa. Chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa đời sống của chúng ta. Gia Cơ đoạn 4 câu 7. Và điều cuối cùng đó là chúng ta hãy luôn mặc lấy khí giới thuộc linh của chính mình mỗi ngày. Hãy luôn mặc lấy khí giới thuộc linh của chính mình mỗi ngày. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13, 9, 17, lời của Chúa nói thế này. Hãy lấy một khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy được thật làm dây địch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện xin Chúa ngày mặc lấy cho chúng ta những khí giới thuộc linh này mỗi ngày. Trước khi bước ra khỏi nhà để chúng ta đi làm, chúng ta hãy cầu nguyện: Chúa ơi, xin mặc lấy cho con áo giáp của sự công chính, nịt lưng của lẽ thật, mão trụ của sự cứu rỗi, tinh lành bình an làm giày dép, và tất cả mọi khí giới này xin Chúa ngày cho con đứng vững ở trong danh Đức Chúa Jesus, để con được mạnh mẽ và kết quả trong ngày hôm nay. Cho dù rằng là con đi làm việc với là những người có bùa, có ngải, họ sử dụng tà thuật, nhưng mà con tin rằng là Chúa con lớn hơn tất cả những cái quyền lực của bùa chú, bùa ngải đó. Con không sợ tụi nó. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là, như nãy tôi có chia sẻ với quý vị đó, bùa chú, bùa ngải, tà thuật nhiều lắm. Thậm chí người ta chạy xe, người ta cũng sử dụng bùa nữa quý vị. Rồi thậm chí là người ta chỉ là cái người mua ve chai thôi, người ta cũng sử dụng bùa trong bóp của họ nữa. Huống chi là những người làm giám đốc ở công ty, hoặc là những người mà làm lớn, họ càng có bùa nhiều hơn. Thì mình thấy rằng là những người như vậy đó, thì cái hậu quả sau này thì mình biết chắc là sẽ có. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta nếu không có sự bảo vệ của Chúa thì nó sẽ ảnh hưởng cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên chúng ta hãy khôn ngoan. Chúng ta không biết được mình sẽ đối diện với điều gì ở trong thế gian này. Cho nên mỗi khi mà chúng ta bước chân ra khỏi nhà, chúng ta đi làm hoặc là chúng ta đi phục vụ Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện trong danh Chúa Jesus, xin Chúa ngài mặc lấy cho con tất cả một khí giới thuộc linh này, để cho dù rằng ma quỷ có bắn vào trong con thì nó cũng không dính con được, bởi vì có áo giáp của Chúa bảo vệ con. Cho dù rằng là người ta có rủa con hoặc là nó nghịch lại với con, thì con vẫn có gươm của Chúa để con quỷ phá những công việc của chúng nó. Xin Chúa ban phước bình an trên đời sống của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta luôn chiến thắng được những cái quyền lực và mưu kế của ma quỷ. Amen không anh chị em? Và tôi đang chia sẻ lời Chúa cho những người đắc thắng của Chúa Jesus Christ. Và khi chúng ta làm theo lời của Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ đầy dẫy niềm vui và bình an ở trong ơn của Chúa. Cuộc đời của chúng ta khi có Chúa thì nước mắt, đau khổ sẽ giảm đi và không còn nhiều trên đời sống của chúng ta nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi xin nhắc lại, có những điều mà chúng ta cần phải biết khi chống lại ma quỷ. Thứ nhất, đó là ma quỷ là kẻ có thật, nó luôn luôn tồn tại ở trên thế gian này. Thứ hai, đó là sự lừa dối là công cụ cơ bản của ma quỷ, dùng để tấn công con người và cơ đốc nhân. Thứ ba, hãy nhận biết mình ở trong ba nhóm cơ đốc nhân nào. Thứ tư, đó là một cơ đốc nhân có thể bị uy ám. Và thứ năm, bên nào kiểm soát được tâm trí của đối phương thì phần thắng sẽ nghiêng về bên đó. Và chúng ta cần phải để cho tâm trí của chúng ta đầy dẫy lời của Chúa, để chúng ta đổi mới tâm trí của mình qua lời của Chúa, thì chúng ta sẽ chiến thắng được quyền lực của ma quỷ. Thứ sáu, đó là chúng ta phải tránh xa những cánh cửa dẫn vào con đường tà thuật. Thứ bảy, đó là hãy mặc lấy khí giới thuộc linh của chúng ta mỗi ngày ở trong ơn của Chúa. Và xin mời chúng ta cùng nhìn lên, và tôi xin phép được cầu nguyện theo lời của Chúa giờ phút này. Lạy Chúa Giêsu, dấu chúng con cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa cho chúng con nhận biết được rằng là chúng con đang sống ở trong một cuộc chiến thuộc linh mỗi ngày ở trên đất này. Và cho dù chúng con biết hay là không biết thì ma quỷ vẫn luôn luôn tồn tại xung quanh chúng con. Nhưng cảm ơn Chúa bởi vì chúng con thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng con thuộc về phe thắng hơn, đó là Đức Chúa Trời hàng sống của chúng con. Chúng con thuộc ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời và ma quỷ không có quyền làm hại chúng con được. Trong danh Chúa Jesus Christ, con công bố rằng mỗi người chúng con đều là những người chiến thắng ở trong danh Chúa Jesus Christ. Đấng ở trong chúng con lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này.
Và chúng con ngày nào còn sống ở trong sự tin cậy Chúa, sống ở trong sự vâng lời và làm theo lời của Ngài, thì ma quỷ không có quyền ở trên đời sống của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con mỗi ngày chúng con luôn sống và bước đi ở trong lẽ thật của Chúa, để chúng con thấy được xung quanh chúng con nhiều người sẽ được phước, và ma quỷ cũng không thể nào có thể chạm được, dù là đến gót chân của chúng con, chúng nó cũng không thể nào chạm đến được, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài bởi vì Chúa là đấng bảo vệ, gìn giữ chúng con. Từ trong sức khỏe, cho đến hôn nhân gia đình, cho đến công ăn việc làm, tài chánh, rồi tương lai của chúng con nữa, Chúa ơi. Chúa là đấng bảo đảm tất cả mọi thứ thuộc về chúng con ở trong ơn của Ngài. Xin Chúa Ngài bảo vệ, gìn giữ con dân của Chúa khỏi tất cả mọi sự tấn công, đặc biệt là những sự lừa dối của ma quỷ. Chúa ơi, ngày hôm nay ma quỷ nó là cha của sự nói dối, nó lừa dối rất là nhiều người rời xa khỏi Chúa, lừa dối người ta phạm tội, nó lừa dối người ta bỏ nhóm thờ phượng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài gìn giữ con dân của Ngài tại đây và cũng như ở khắp mọi nơi đang nghe lời của Chúa. Xin Chúa bảo vệ từng người chúng con khỏi tất cả mọi sự tấn công cũng như là những sự cám dỗ, những sự sa ngã mà nó đem đến ở trên đời sống của chúng con. Chúng con tin rằng là chúng con ngày nào ở trong Chúa Jesus Christ là công nhân thật của chúng con, thì chúng con sẽ luôn luôn được kết quả cho Chúa. Chúng con sẽ không phải bị tàn héo cả. Lạy Chúa, xin hãy cho chúng con được ở trong Ngài và những lời của Ngài cũng ở trong chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài là tất cả của chúng con. Ngài là sự sống của chúng con, Ngài là nguồn sự sống, Ngài là nguồn mạch phước hạnh của chúng con, Chúa ơi. Không có Chúa, chúng con chẳng làm chi được. Xin hãy cho chúng con được tiếp tục ở trong Ngài mỗi ngày, luôn lắng nghe, luôn yêu mến, luôn kính sợ Chúa, luôn cầu nguyện tin cậy Ngài, nhờ cậy Ngài trong mọi sự. Chắc chắn chúng con sẽ được phước, chắc chắn chúng con sẽ được đặt ở đằng đầu, chứ chúng con không phải ở đằng đuôi, và chúng con sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì cuộc đời của chúng con có Chúa là đấng bảo đảm phước hạnh cho chúng con. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi tất cả mọi sự cám dỗ, khỏi mọi sự sa ngã mà ma quỷ giăng ra trên con đường mà chúng con đi theo Ngài. Xin Chúa Ngài quỷ phá tất cả những cái công việc tối tăm của chúng nó để chúng con được bảo vệ một cách bình an, nhất là những cái bùa chú, bùa ngải, những cái lời rủa xả xung quanh của chúng con đến từ những người không biết Chúa khác, trong danh Chúa Jesus Christ, những sự rủa xả đó không có quyền ở trên đời sống của chúng con. Những cái bùa chú, bùa ngải, tà thuật, những cái ngải đó nó cũng không có quyền ảnh hưởng chúng con được trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi tất cả mọi linh chủ quyền ở tại vùng đất mà chúng con đang sống, có những cái tà linh mạnh sức ở tại vùng đất mà chúng con đang sống, trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con cắt đứt và quỷ phá tất cả những công việc của chúng nó ở trên gia đình của chúng con, ở trên công an việc làm của chúng con, cũng như ở trên sự phục vụ Chúa của chúng con. Chúa ơi, có những tà linh ở tại vùng đất Tây Ninh này, đó là linh cao đài, trong danh Chúa Jesus Christ, còn quỷ phá những cái linh cao đài đó. Amen. Ở trên vùng đất này, ở trên đầu thánh này cũng không thể ảnh hưởng, ma quỷ cũng không thể ảnh hưởng trên đầu thánh của Chúa. Nhưng con công bố rằng tất cả những cái tà linh đó cũng không thể nào có thể ảnh hưởng được trên đầu thánh của Chúa. Amen. Còn cảm ơn Ngài, linh cao đài đã bị thất bại ở trên vùng đất Lộc Hưng, ở trên vùng đất Cảng Bàng, ở trên vùng đất Tây Ninh này, trong danh Chúa Jesus Christ. Và con công bố rằng linh của Chúa Jesus Christ, thánh linh của Chúa Jesus Christ sẽ ảnh hưởng một cách mạnh mẽ ở trên vùng đất Tây Ninh này, Chúa, ở trong những ngày tới. Thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ mang sự sống, sẽ mang đến sự chữa lành, sẽ mang đến sự giải cứu cho người dân Tây Ninh tại đây. Và nhiều người sẽ được giải phóng ra khỏi những quyền lực của ma quỷ, ra khỏi những bùa chú, bùa ngải, ra khỏi những sự mê tín dị đoan, ra khỏi tất cả mọi sự bệnh tật, ra khỏi tất cả mọi sự nan đề ở trong gia đình, ở trong hôn nhân, ở trong sức khỏe và công ăn việc làm. Còn cảm ơn Chúa bởi vì Chúa có quyền làm tất cả những điều đó. Cảm ơn Ngài, quyền Chúa được vinh hiển qua tất cả mọi sự. Và chúng con ngợi khen Chúa, chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.